Trong một vài năm trở lại đây, theo báo cáo của IBM, mỗi ngày chúng ta tạo ra khoảng 2,5 triệu byte dữ liệu thuộc đủ các lĩnh vực khác nhau, bao gồm quân sự, khoa học, xã hội. Điều này giúp các hệ thống phân tích dữ liệu có một nguồn data khổng lồ để nghiên cứu, chất lọc và giúp trí tuệ nhân tạo có một miếng đất vô cùng máu mỡ để phát triển. Nhưng điều này là một con dao hai lưỡi đối với loài người. Theo một bức thư thể hiện sự quan ngại về phát triển AI của Elon Musk, ông cho rằng AI có khả năng gây cạnh tranh khốc liệt về quân sự, thay thế công việc của con người, kiểm soát quyền riêng tư hay thậm chí là tác động vào trách nhiệm và đạo đức của loài người, dẫn đến tương lai được thể hiện trong các bộ phim như Blade Runner 2049 hay Terminator. Tuy vậy, đấy là nếu như AI có thể thông minh được như con người. Có rất nhiều các định nghĩa khác nhau về thế nào là thông minh như con người. Bởi vậy mà câu hỏi liệu con người có bao giờ đạt được thành tựu đó vẫn đang là câu hỏi lớn. Cơ mà khoan, hãy nghĩ lại một chút đã. Tại sao chúng ta lại giả định rằng AI phải thông minh như con người? Hay là phải chăng chỉ có con người mới xứng đáng được coi là thước đo của sự thông minh? Hay xa hơn nữa, liệu con người có thông minh như những gì họ tưởng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết của tác giả Loveless được đăng tải trên website Spiderum nhé. Liệu con người có thông minh như những gì họ tưởng? Tôi không biết phải định nghĩa thế nào về sự thông minh. Có lẽ sự tồn tại của nền văn minh con người mà chúng ta đang coi là một phần trong đó là bằng chứng hùng hồn nhất. Hãy tạm coi sự thông minh là điều phân biệt con người với các loài sinh vật khác. Bởi ngoài kia tồn tại rất nhiều sinh vật có khả năng sinh học về thể chất khác nhau, nhưng chưa có loài nào xây dựng được nền văn minh như chúng ta cả. Vậy nên, có thể coi thông minh được cấu thành từ sự lý trí và sự sáng tạo. Hai thứ này không nhất thiết loại trừ lẫn nhau. Thế nhưng, nếu xét về mặt cá thể thì con người hoàn toàn không nổi trội về cả sự lý trí lẫn tính sáng tạo. Những định kiến và điểm mù nhận thức, những lối tắt tâm lý vẫn còn tồn tại hàng chục nghìn năm nay. Chúng chi phối đa phần hoạt động con người từ xa xưa cho tới xã hội hiện đại. Cũng chính nó là thứ giúp con người hay cả các loài sinh vật khác sinh tồn trong tự nhiên khắc nghiệt trước kia, ngỡ tưởng là đã mất chỗ trong xã hội hiện đại. Song, chúng lại tìm được ứng dụng mới. Vẫn còn đó những mâu thuẫn giữa con người với con người, kéo theo là giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. Vẫn còn đó những sự nhẹ dạ cả tin trong những phi vụ lừa đảo. Vẫn còn đó những thứ hoàn toàn ảo ma nhưng chúng ta vẫn tin là thật, vân vân. Những đặc tính cố hữu từng giúp chúng ta tồn tại ngoài tự nhiên nay dường như lại trở thành rào cản giới hạn khả năng tư duy của con người. Chúng ta vẫn chỉ là những cô máy sinh học và tồn tại bằng cách nhận diện các khuôn mẫu có sẵn trong đời sống. Vậy nên con người không thực sự thông minh lắm đâu, nhưng con người lại có khả năng giao tiếp hiệu quả với kết quả là sự ra đời của ngôn ngữ. Điều đó khiến chúng ta, dưới góc độ là một cộng đồng, tận dụng được khả năng từng cá thể và khuếch đại điều đó. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, thì những giới hạn về vật lý và sinh học vẫn trói buộc con người. Và vì vậy, có lẽ chúng ta xây dựng AI và hy vọng rằng chúng có thể giúp chúng ta giải phóng khỏi những rào cản đó và tiến hóa lên tầm cao mới. Liệu AI có cần thông minh như con người? Với kỳ vọng ở trên, con người bắt đầu bắt tay vào chế tạo AI. Nhưng tồn tại một vấn đề là để xác định xem AI có thông minh hay không thì thang đo vẫn là con người, chứ không phải là một tiêu chuẩn thứ ba nào đó khách quan hơn. Vì vậy, sẽ nảy sinh tình huống mà AI làm tròn nhiệm vụ của mình dựa vào logic của chính nó, nhưng con người vẫn không công nhận và chê rằng AI vẫn chưa đủ thông minh. Lấy ví dụ như trích dẫn bản tin đã được tóm gọn dưới đây, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, những tác phẩm này vẫn có những hạn chế, thiếu linh hoạt và thực tế so với tác phẩm từ nghệ sĩ thực thụ. Để chế giễu những hạn chế đó, giám đốc sáng tạo Sergey Smarsky đã chia sẻ gói reference trên ArtStation thể hiện các mẫu tay kỳ quặc của AI gọi là dành cho những kẻ lỗi thời. Tuy nhiên, công nghệ hiện tại vẫn chưa thể tạo ra các bức vẽ tay chính xác từ AI. Những nhận xét được tổng hợp trong bản tin trên thoạt nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thấy nó vô cùng ngô nghê. Nhắc lại cho các bạn biết rằng, con người là một cỗ máy nhận biết khuôn mẫu, và tất cả những khuôn mẫu chúng ta thấy được từ trước tới nay là do chính con người tạo ra. Bàn tay con người đã tồn tại trong thế giới thực, trong các tác phẩm nghệ thuật, trong hoạt hình, và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khuôn mẫu bàn tay con người bởi chúng ta tồn tại trong một phạm vi hay range có thể được hiểu là distribution range hẹp mà chúng ta đã quá quen thuộc. Điều đó khiến chúng ta không nhận ra được phạm vi thực sự mà não bộ chúng ta có thể nhận ra rộng đến thế nào. Ấy là cho đến khi AI xuất hiện. Câu hỏi mà các bạn nên đặt ra không phải là vì sao AI vẽ bàn tay con người sai đến thế, mà nên là vì sao chúng ta vẫn nhận ra đó là bàn tay con người. Tôi không nghĩ việc số ngón tay mà AI không phải là 5 là vấn đề đâu. Vì thực tế là có những người có nhiều hơn hoặc ít hơn ngón tay bình thường do đột biến gen. Chúng ta không thấy điều đó thường xuyên, nhưng không đồng nghĩa là chúng ta không thể tưởng tượng ra được.
Và vì nó vẫn là nằm trong phạm vi tưởng tượng của chúng ta, nên chẳng ai nói là đống ảnh kia không phải bàn tay con người cả. Tôi nghĩ rằng AI hoàn toàn có thể vẽ bàn tay con người theo đúng giải phẫu sinh học, nhưng điều đó có lẽ cần một câu lệnh khác. Tôi nghĩ điều này cũng tương tự khi con người đang cố gắng tạo ra những robot hình dáng con người hay là humanoid, rồi chế tạo những khuôn mặt giống con người nhất có thể. Và mặc dù những nỗ lực tốt nhất, những gương mặt đó vẫn cho cảm giác lạ lẫm bởi vì nó chưa đủ giống con người. Vì vậy, những bức ảnh bàn tay vẽ bởi AI hoàn toàn không phải là điểm yếu của AI, mà ngược lại, nó lại là điểm mạnh. Và đồng thời, điểm mạnh rõ ràng nhất là ở khả năng sáng tạo, chạm tới những giới hạn xa nhất trong phạm vi tưởng tượng của con người. Rõ ràng là chẳng có ai từng vẽ thế kia cả. Vậy nên, thực thể nào mới là kẻ sáng tạo hơn, AI hay con người? Có lẽ chẳng ai ngờ được rằng AI sẽ đánh bại con người ở những lĩnh vực mà con người ít ngờ tới nhất, những lĩnh vực yêu cầu sự sáng tạo như nghệ thuật. Thế mà chúng ta cứ tưởng chỉ là con người mới có thể sáng tạo cơ đấy. Nhưng điều đó sẽ chỉ bất ngờ cho đến khi bạn hiểu được rằng chẳng có gì thực sự là sáng tạo, theo nghĩa là một thứ tự nhiên mà có, chẳng dựa vào bất cứ cái gì trước đó. Tất cả mọi thứ chúng ta sáng tạo ra đều dựa trên một thứ đã có sẵn. Đó có thể là những quy luật, những lý thuyết, những tiêu chuẩn trước đó. Chúng ta đều có thể tóm gọn thành pattern. Chỉ cần khớp nguyên liệu vào một pattern đã có là bạn sẽ có ngay một sản phẩm mang tính sáng tạo. Từ ca nhạc, hội họa, văn học, nghệ thuật, vân vân, tất cả đều có những pattern như vậy, chỉ là bạn chưa nhận ra thôi. Đỉnh điểm của hiện tượng này là việc một số người đã mang những tác phẩm hội họa được tạo ra bởi AI đi thi, thậm chí là có người đã đoạt giải. Đã có những tranh cãi về việc liệu những tác phẩm được tạo ra bởi AI như thế này thì người nhập câu lệnh cho AI có vai trò lớn như thế nào. Bên đoạt giải thì cho rằng không phải ai cũng nghĩ ra được những câu lệnh, và các AI đó đều có thể được sử dụng công khai nên công sức chính vẫn là của họ. Bên phản đối thì cho rằng AI mới thực sự là người vẽ, chứ người nhập lệnh không cần kỹ năng hay kiến thức hội họa gì cả. Và bạn nghĩ rằng con người sẽ nhận thua sao? Không thể nào. Những người thuộc bên phản đối bắt đầu xoay quanh vấn đề AI đã ăn cắp tác phẩm khác để làm dữ liệu vào mà không xin bản quyền. Người đứng sau AI Midjourney cũng đã thừa nhận rằng họ không làm tròn bổn phận liên quan tới bản quyền khi lấy tác phẩm của người khác làm dữ liệu đầu vào cho AI. Những họa sĩ trên trang ArtStation cũng đang biểu tình online để phản đối việc ArtStation chứa chấp những tác phẩm của AI mà không phân biệt rõ với con người. Tất cả bọn họ đều có lý do chính đáng cho hành động đó. Tuy nhiên, nếu câu chuyện chỉ đơn thuần là xoay quanh vấn đề bản quyền, thì đó là góc nhìn quá thiển cận. Câu chuyện kia có thể được giải quyết trong thời gian ngắn. Các AI có thể sẽ bị sửa đổi hay trở về trạng thái trắng tinh như ban đầu để loại ra những tác phẩm dính dáng đến vấn đề bản quyền. Song, điều đó cũng không thể nào thay đổi được tương lai, là những họa sĩ nói riêng hay những người làm nghệ thuật nói chung đều sẽ sớm bị thay thế bởi AI. Tại thời điểm này, tất cả những AI đều không được kết nối với Internet, nên dữ liệu đầu vào phụ thuộc hoàn toàn vào người làm một cách thủ công. Thế nhưng, nếu một ngày nào đó, những AI đó được kết nối vào Internet thì nó sẽ dễ dàng thu nạp tất cả các thể loại nghệ thuật trên mạng và tự sản xuất ra những tác phẩm nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Thậm chí đến lúc đó, tôi không nghĩ là sẽ có ai bỏ tiền ra để mua tác phẩm kỹ thuật số thế nữa, vì tất cả sẽ được tạo ra gần như là miễn phí bởi AI. Có lẽ, những nghệ nhân còn sót lại chính là những người vẫn làm các tác phẩm nghệ thuật vật thể truyền thống. Còn ở trong những lĩnh vực liên quan tới kỹ thuật và logic, ChatGPT đang làm mưa làm gió với khả năng trả lời đáng kinh ngạc. Bạn có thể hỏi nó bất cứ thứ gì, đúng nghĩa đen, và nó sẽ đưa câu trả lời cho bạn, hoặc không, tùy xem câu hỏi của bạn có nằm trong danh sách chủ đề cấm kỵ hay không. Bạn có thể tham khảo những gì mà ChatGPT có thể làm được trong bài viết gốc trên website. Đương nhiên là ChatGPT vẫn còn trong giai đoạn phát triển, thiếu sót là không thể tránh được. Có quá nhiều trường hợp trên Internet thể hiện sự thiếu sót của AI. Ví dụ, mặc dù bạn không thể hỏi AI về những chủ đề cấm kỵ, song bạn có thể yêu cầu AI đặt ra một đoạn đối thoại giả tưởng và đặt điều kiện là hai nhân vật giả tưởng đó đang hỏi đáp về chủ đề bị cấm. Hoặc khi AI không biết làm toán dựa vào những tiền đề giả định nằm ngoài dữ liệu đầu vào, ví dụ như bài toán một xe đi từ A đến B hết 2 giờ thì bốn xe đi từ A đến B hết mấy giờ, AI sẽ trả lời sai vì không biết được tiền giả định là con người cho phép nhiều xe đi cùng lúc. Những vấn đề như thế khá là dễ hiểu bởi AI thường không được huấn luyện bằng các tiền giả định kia, còn chúng ta thấy biết được những tiền giả định đó bởi vì chúng ta được lớn lên và trải nghiệm trong xã hội. Và bởi vì ChatGPT được thiết kế để trả lời, thế nên nó sẽ không hỏi lại là có những tiền giả định nào được ám chỉ trong dữ liệu đầu vào kia. Những vấn đề này có thể khắc phục được. Tuy nhiên vẫn còn đó những vấn đề mang tính cơ bản hơn, ví dụ như câu trả lời của AI nên chỉ được coi là một ý kiến hay không, hay ai là người đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào đầy đủ là chính xác, hay ai là người đảm bảo rằng AI không bị lái câu trả lời theo một hướng nhất định nào đó, vân vân. Tương lai nào cho AI? Với tốc độ phát triển của AI như hiện nay, hẳn là sẽ còn rất nhiều bất ngờ nữa đang đón chờ chúng ta. Có thể là AI sẽ trở thành công cụ đắc lực của con người,
Cũng có thể AI sẽ trở thành kẻ thống trị loài người, nhưng từ hiện tại cho tới lúc đó vẫn còn rất xa và cần rất nhiều giả định phải đúng. Trở lại một chút với ý tưởng ra đời của AI giúp con người vượt qua những giới hạn vật lý và sinh học. Rõ ràng là AI hoàn toàn có thể làm điều đó. Tuy vậy, điều đó cũng có nghĩa là con người cũng sẽ phải tin vào những gì AI trả lời, tạm bỏ qua những vấn đề mang tính chủ quan của dữ liệu đầu vào như tôi đã nói ở trên. Liệu con người, tất cả con người, sẽ tin tưởng AI và coi đó là sự thật khách quan không? Câu trả lời chắc chắn là không, vì con người không được thiết kế để tồn tại với thế giới quan là một sự thật khách quan. Cụ thể hơn, mỗi con người có một thế giới quan mang tính chủ quan, chỉ riêng họ có. Tuy vậy, thế giới quan của họ lại có tương tác qua lại với những con người khác, với những nguồn tin khác. Nếu bạn để ý những gì xảy ra trong vòng 6 năm trở lại đây, bạn sẽ thấy dường như thế giới đang chia thành hai nửa trái ngược nhau nhưng tồn tại song song. Cũng như việc có hai nhóm người nghĩ về tương lai của AI đối ngược nhau vậy. Cả hai đều không thể nào kiểm chứng được. Và rồi sẽ có những người sẽ sống và làm việc dựa trên những tự sự đó. Chính họ sẽ càng củng cố tương lai sẽ xảy ra như thế. Rất khó để có thể biết được thế nào là đúng, thế nào là sai. Thực tế thì chẳng có bên nào đúng mãi và cũng chẳng bên nào sai mãi được. Vậy nên, sự tồn tại của một thực tại khách quan nào đó do ai đó quyết định là một điều phi thực tế. Và nếu như con người không thể làm được việc đó, việc phó thác hiện thực khách quan cho một thực thể như AI là một điều càng khó có thể chấp nhận được. Bởi vì suy cho cùng, AI vẫn mang tính chủ quan của những người tạo ra nó và cung cấp dữ liệu cho nó. Ngay cả khi chúng ta giả sử rằng một nhóm sẽ tạo ra AI đại diện cho họ, rồi các AI sẽ tự thống nhất lại. Trong những nhóm mà có thế giới quan trái với quan điểm thống nhất sẽ cho rằng AI của họ bị lỗi hoặc tương tự như thế, họ sẽ chọn là không tin vào nó nữa. Mà tương lai đó vẫn còn hơi xa, cứ tưởng tượng trường hợp này cho gần gũi này. Các chính trị gia làm chiến dịch tranh cử, phát biểu trước công chúng và được fact check thời gian thực bởi AI. AI nào cũng biết rằng các chính trị gia đó sẽ nói dối, nhưng đó là luật bất thành văn và không có ai nói ra điều hiển nhiên đấy ở nơi công cộng cả. Thay vào đó, nếu AI làm việc fact check thì sẽ chẳng còn chính trị gia nào thoát được cả. Giả sử như AI được cung cấp đầy đủ thông tin, AI sẽ dễ dàng hủy diệt hệ thống chính trị vốn dựa trên niềm tin và sự phục tùng, chỉ đơn thuần bởi ý tốt là muốn kiểm chứng thông tin. Ở hiện tại tôi muốn nhắc lại rằng những AI chúng ta đang có không được kết nối vào Internet. Chắc chắn đó không phải là vấn đề kỹ thuật. Có lẽ những câu trả lời mang tính cung cấp thông tin thuần túy của AI sẽ phá hủy nền văn minh của chúng ta nếu như chúng có đủ thông tin của chúng ta, ngay cả khi chúng không hề có ý đồ xấu gì cả. Và đương nhiên, kẻ phá hủy không phải là ai khác mà chính là chúng ta. Liệu các bạn có đồng tình với quan điểm của tác giả hay không? Hãy chia sẻ quan điểm trong phần bình luận bên dưới nhé. Còn nếu các bạn thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho Spider Room. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!